Ok, và đây là chữ S, đó là chorizo như tôi đã nói mọi người. Bây giờ mình sẽ xịt ra đây. Tại vì đây là những cái mùi khá là nặng nên là mình sẽ tập trung xịt một xịt thôi. Ai có nhu cầu thì mình sẽ xịt thêm. Ok. Bây giờ đang là Hà Nội này, 21 độ này các ông nhá. Hà Nội 21 độ. Mà trên tay mình đây đang có Kilian Black Phantom. Ở bên này là Chorizo của Profumum Roma. À, như mình đã hứa với các bạn rằng là sẽ đi quay phỏng vấn xem là liệu Chorizo mà mình recommend đến các bạn thì có giành chiến thắng trước Black Phantom hay không. Và với một cái nhiệt độ như thế này thì quá hợp lý để phỏng vấn hai em này. Đi thôi. Anh ơi, cho mình nhờ một tí được không? Để đất nhé. Ừ, mình để nét đất được không sao. Được chưa? À, mình đang có hai cái mùi hương ở đây mùa đông. Mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Mình muốn kiểu bạn ngửi thử xem là bạn sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Bạn cứ ngửi xong mùi đấy đi, cho mình đưa cho bạn mùi này bạn ngửi. Xem là kiểu bạn sẽ ấn tượng mùi hương nào hơn. À, đây là nước hoa mùa đông. Nó cũng có thiên hướng khá là unisex. Thì kiểu bạn sẽ ấn tượng mùi hương nào trong lần ngửi đầu tiên hơn? Anh thích mùi nào? Cái lý do vì sao, à đây là chữ B. Cái lý do vì sao bạn thích mùi này hương này hơn? Mùi này nó có thành phần nó đặc biệt hơn. Cái này thì nó có vẻ hơi đại trà một chút, với cả em ngửi nó giống mùi món ăn thôi. Món ăn đúng không? Ra cái mùi này thì người ta ngửi hay giống mùi caramel. Cái này hình như có mùi hương ổ gỗ đúng không? Có một chút ổ gỗ, một chút sô-cô-la và hơi rượu nữa. Cái này nó đặc biệt hơn, special hơn. Cái này hơi bị phổ thông vậy. Kiểu bạn nghĩ sao nếu mà đây là một mùi mà dành cho nam? Bạn nghĩ là trong hai mùi này thì mùi nào sẽ dành cho nam, mùi nào sẽ dành cho nữ? Em nghĩ là mùi này sẽ dành cho nam. Mùi này là dành cho nam. Còn mùi này thì dành cho bạn nữ. Nữ chắc đây cũng phải cá tính đúng không? Hình xui à, có một chút gì đấy mềm mại. Mùi này thì em thích cái mùi này. Phần đặc biệt hơn. À rồi, chai nước hoa mà bạn thích ở đây là chai Kilian Black Phantom. Mình đang có hai cái mùi hương ở đây mùa đông. Mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Các bạn, mỗi người bạn cầm một tờ, các bạn ngửi thử xem là các bạn sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn. Và nếu như để chọn thì sẽ là mùi hương nào dành cho nam và mùi hương nào bạn sẽ đánh giá là dành cho nữ. Mùi này nữ này, mùi này nam. Nếu mà thích thì các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn dành trong mùa đông này? Khó đúng không? Em nghĩ cái này. Em cái này. Em thích mùi ngọt. Em thích mùi ngọt đấy hả? Đối với mình này thì hơi nồng. Cái này thì nhẹ hơn. Đây là chữ S, mùi ngọt hơn đúng không? Và bạn nghĩ là mùi này dành cho nam hay nữ? Mình nghĩ là mùi cho nữ. Dành cho nữ hả? Chai nước hoa mà bạn thích là chai Chorizo của bạn nam. Bạn nghĩ cái lý do vì sao bạn thích mùi hương á? Bạn nữ chỉ thích mùi này là vì ngọt. Tại vì cái này nó hơi nồng hơn một chút. Cái này nó nhẹ hơn thì mình kiểu gu của bạn là kiểu xài mùi nhẹ nhẹ. Mùi nhẹ hơn. Và bạn nghĩ mùi này là dành cho nam hay nữ? Nam, mình giống bạn nữ. Cái này là nữ, cái này là nam. À rồi, cảm ơn. Đây là chai Kilian, chai bạn lựa chọn là dành rồi. Cảm ơn hai bạn nhé. Bạn ơi, cho mình nhờ tí được không? Mình muốn xin kiểu cảm nhận của một người có thể là có tí hơi tí nghệ thuật ở trong đấy về hai cái mùi hương nước hoa này được. Okay. Cho mình quay nhờ cái. Mình đang có hai mùi mùa đông ở đây thì mình muốn bạn cầm bạn ngửi thử xem. Thì xem là bạn, nếu mà mùa đông này thì bạn sẽ kiểu ấn tượng mùi hương nào hơn. Mình chọn mùi này. Cho mình xem nhờ tên. Lý do vì sao bạn chọn mùi hương này? Bây giờ tiêu chí là nước hoa mùa đông thì của bạn sẽ là như nào? Nhẹ nhàng. Không quá gắt. Không quá gắt. Xong nó cảm nhận cái gì đó nó êm dịu một chút. Êm dịu và sâu lắng. Thế thì cái mùi hương này của bạn, của mình đưa cho bạn thì nó, bạn cảm nhận như nào mà bạn lại không thích cái mùi hương này hơn? Mùi không rõ. Với cả nó hơi hắc một chút. Hơi hắc một tí. Đây là kiểu đúng gu. Đúng không? Rồi. Chai của bạn chọn là chai này. Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Ok. Rồi mình cảm ơn. Ăn nhảy đẹp á. Thì mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Mỗi bạn có thể cầm một tờ, các bạn gửi thử xem, các bạn đổi nhau xem các bạn thích mùi hương nào hơn.
Đấy, mình xịt đúng cái đầu cầm ấy luôn. Xem là kiểu mùa đông bắt đầu chớm đông này ở Hà Nội thì kiểu hai mùi này thì các bạn sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn? Thấy mùi nào? Em thấy mùi này ok hơn. Em thấy mùi này ok hơn. Mùi này tên là chữ gì nhỉ? Tên là chữ S nhỉ? Cái lý do vì sao mình lại thích cái mùi hương này hơn cái mùi hương còn lại? Cảm giác kiểu nghe mùi nó ấm hơn, mùi nó rõ cái vị vani. Thế là ý kiến của bạn nam? Em cũng kiểu ý kiến thế, em thấy đồng quan điểm của người yêu ấy hả? Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Cái mùi hương của các bạn chọn là Soliso, mình cảm ơn. Bạn ơi, bạn cho mình phỏng vấn nhờ một tí được không? Mình đang có hai cái mùi nước hoa mùa đông ở đây. Có cần ngửi lại không? Cầm cả hai luôn, ngửi cho nó kỹ. Em thích mùi này hơn ạ. Cho mình xem nhờ tên. Rồi, cái lý do vì sao mà bạn thích mùi hương này hơn? Cảm giác như mùi này rất là ấm áp ạ. Thế có mùi còn lại? Mùi còn lại nó cũng thơm. Nhưng mà kiểu nó không đủ hay là vâng, như vâng, nó không đủ. Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Cái mùi bạn chọn là cái mùi của nhà Killian này. Rồi mình cảm ơn bạn. Em cảm ơn ạ. Tỷ số hiện tại đang là 4-3. Đúng ra thì bạn nữ lúc ấy mà nếu mà bạn chọn Soliso là xong rồi đấy, tôi đi về đấy. Nhưng mà cuối cùng thì bạn lại chọn Killian Black Phantom, khá là buồn. Tôi thì rất là mong Soliso thắng để thể hiện với các ông một điều rằng là những cái gì tôi recommend cho các ông là đúng. Nhưng mà dù sao thì vẫn đang là 4-3 và hy vọng một người nữa sẽ thích Soliso. Chờ xem. Đấy, theo nguyện vọng người yêu tôi thì tôi phải đuổi theo một cặp đôi để phỏng vấn. Tại vì yêu tôi cả là ok lắm. Hãy trong nhóm tí không? Đuổi theo từ dưới kia dậy đuổi lên đây. Vâng. Nhá. Mình đang có hai cái mùi hương mùa đông ở đây và mình muốn hiểu xin cảm nhận của các bạn xem là mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thì các bạn ngửi thử xem là các bạn đổi với nhau các bạn thích cái mùi hương nào hơn vào cái thời tiết như thế này ở Hà Nội. Xem là kiểu mùa đông như thế này thì sẽ ấn tượng với mùi hương nào hơn. Nghỉ lại. Nghĩ lại chắc. Vâng, theo em ấy thì là em thích cái mùi hương bên này hơn. Mình xem tên nhé, chữ B. Rồi ok. Lý do vì sao bạn thích mùi hương này hơn cái mùi còn lại? Nam tính. Bây giờ hỏi gu nước hoa đi, có dùng nước hoa không ạ? Em có. Em thì em hay thích vị ngọt. Thì ở đây cũng có gọi là có chút gì đấy, có hương thơm ngọt ngọt này. Đấy, kiểu miêu tả cái gì cũng khó miêu tả cơ, nhưng mà căn bản là ở đây thì em thấy hai cái này thì cái hương vị này nó có cái độ thanh mát, nó kiểu nó nhẹ hơn, còn cái này thì là hương vị nó đậm hơn, mùi nó này hợp mùa đông hơn. Vâng, hợp hơn, nó giữ cảm giác cho mình, tạo cho mình cái cảm giác là ấm hơn. Ấm. Bây giờ hỏi ý kiến bạn nữ đi. Bạn nữ đi, bạn thích mùi hương nào hơn? Em cũng thích vị ngọt hơn. Em thích cái mùi của bạn nam thích. Vâng. Nó đậm hơn đúng không? Vâng, và nó hợp mùa đông vậy ạ. Đấy ạ. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Chai của bạn chọn là chai Killian này. Rồi mình cảm ơn hai bạn. Và vừa rồi thì một đôi rất đẹp đôi theo yêu cầu của người yêu tôi là đuổi theo để phỏng vấn. Và người ta đã chọn. Tại sao người ta lại không chọn cái chai này? Chọn chai này trước thôi là được mà. Tại sao cả hai chọn chai này? Và tỷ số hiện tại đang là 5-4. Một tỷ số khá là suýt soát. Và Black Phantom có vẻ như là vào những cái thời tiết khá lạnh như này, nó rất là hợp lý cho lựa chọn của các bạn một nước hoa vào mùa đông. Còn với tôi thì tôi vẫn chọn Soliso. Và đúng như theo lời nguyền, đó là anh Kiên khen chai nào đi phỏng vấn nên chai đấy toàn thua. Thôi, tôi sẽ off, không lên video trong vòng 2 tuần tới. Và nếu như các bạn đang lăn tăn thì hy vọng đây là một cái video giúp đỡ các bạn được một phần nào đó có cái nhìn khách quan. Đừng tin vào ông Kiên. Nhá, xin chào em lại, bye bye.